Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay đầu năm đi xuống Goldfit khai cần nha mọi người. Hôm nay lần đầu tiên xuống cần năm mới. Đó, xuống đạn rồi, chuẩn bị sẵn đó nha mọi người. Mới chuẩn bị xong chứ chưa có xuống cần nữa. Canh cho đúng thời điểm mình xuống mình bắt cá luôn nha mọi người. Đó, lượng cá nào mà nó quặn lên đó, chọi ngay mỏ nó bắt nó luôn. Nói vậy chứ muốn bắt hơi dễ nha mọi người, nhưng mà xuống đây thì khả năng mớm thì cũng khó vì cá đây rất là nhiều nha mọi người. Đó, xuống đạn thì đầy đủ chuẩn bị chiến đấu. Hôm nay hồ cũng hơi vắng vì mới hôm qua là chủ nhật, hôm qua đánh giải thì anh em cần thủ là tối này đánh mới về xong hết rồi. Giờ sáng mình xuống đây chỉ có nhóm bên kia được 3 cần, mình đây cũng được 2 cần. Đó. Ok mọi người nha, thì mình xuống cần coi có cá lớn hay cá nhỏ, có gì quay lại cho người xem nhé. Đóng 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 đóng, quay vô, cần thủ lần đầu tiên bắt cá nha mọi người. Ui cần thủ cha vợ lần đầu tiên đi săn hàng. Cầm cái tay lên kia dễ chút, cầm cái tay kia rồi tay lên cao. Ừ nó đúng rồi đó, rồi không nhõng nhặt, kéo vô. Ừ kéo và dùng càng lại cái quay mới được. Ừ kéo lên rồi dùng lại quay. Ơi 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 giữ
Đó, dùng lại quay. Lần đầu tiên nên quay còn hơi lỏng cọng. Từ từ chút dạy con nó quen à. Hướng này sáng chút. Đó, nó vô gần tới rồi đó. Xê ra nó cọ vô tường đứt dây nha. Đó, đúng rồi, xê ra đó. Đó, cá lên, cá lên. Còn chạy. Rồi, lôi vô. Rồi, để đó, để đó, để đây, để đây. Lên không nổi đâu. Để con lấy đồ con bắt cho. Chạy ra nữa. Kem đâu khen? Nãy có lấy ngoài mở không? Không, nãy có lấy ngoài mở có chép đâu rồi, có rồi, có rồi. Cần thủ cha vợ lên cá luôn nha mọi người. Cá bự nha. Rồi cho tôi kia để em vậy đi. Buông xuống, buông xuống. Phê không? Phê, cá quá bự luôn. Lần đầu tiên lên cá, cá bự chả. Không, mồi này ngâm nó cũng chịu ăn mà chứ. Dính họng mà nó giải giải dính thêm cái kỳ nữa. Bên 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 thẳng cạn ngay kia, đóng đóng luôn cha, đóng luôn. Còn nặng không? Quay vô. Nó cà phê. Cà phê, cà phê, cà phê chà bá luôn vậy cũng bên luôn dữ vậy. Quay rồi, con này quay vô thôi. Quay nhẹ nhẹ thôi. Bên bên nhẹ quá, cũng đi. Nó bên mà nó cái một cái đứng. Lên. Rồi, có phi kìa. Dính ngoài chỉ xích vô. Thôi nhất. Bá luôn. Trời ơi, qua đây nè, mài cá phi cũng im á. Rồi tội mới cám à. Rồi, cũng cá phi. Bàn tay không xi nhê nào. Rồi để thằng gửi cho cà phê nha mọi người. Lên hàng nha mọi người. Kéo lên, ôi kéo thẳng lên, luôn quay, kìa. Kéo, ừ, kéo vậy rồi quay, kéo quay quay, hạ xuống quay. Coi chừng bò.
Không bò đâu, nó nổ lên mặt rồi. Nặng dữ rồi ta. Kéo lên nó quay được. Tay không à? Thuận mà. Còn gạch hả? Không ai thưởng quá trời luôn, thưởng gì đi thưởng. Không thưởng cái tái à. Lôi nó vô, lôi nó vô. Cái này là ghiền nữa. Bắt chừng 5-7 con vậy là lên lực đó nha. Đó, chạy nghe, chạy nghe. Phê chưa? Sao máy lắc như vậy? Tiền đâu? Nãy không mới nói. Đó, cá lên, cá lên nghe. Đây, chuẩn bị lên cá bự nghe. Con này bự à, 7-8 kg á. Xả ra bớt chút. Vì xả bên dưới nó chạy luôn á. Từ từ coi chừng nó bật. Thôi gấp đi, ổng gấp không được đâu. Vô cầm cần đi, nó gấp cho. Rồi lên luôn đi. Nó mệt rồi đó. Lên cá đây. Rồi. Dài quá thì dài luôn. Giờ những cái kiếm. Nhiều quăng xuống là lắm mà. Phê. Hãy
Nhà chiều mát nha mọi người, cá ăn mạnh này, mới sảy con nè. Tiếp tục. Rồi, bên bên nha mọi người, bên nha, bên nha. Đang móc bồi, mới còn hay không nó chạy không kịp, tay dơ. Lên lên. Cái gì vậy? Cái cách nhỏ à. Sóc nghe mình. Nghe chà bá luôn. Cái lời. Tiếp tục đợi mọi người ơi. Cá nó nhát đó mọi người. Ăn mà đóng không mạnh là nó sốc. Sốc không có sâu dễ sảy. Con lúc nãy sảy là do nó dính mép quá. Giờ kéo bạo lực quá, kéo mạnh quá. Mà dòng BBK lưỡi nó bén nữa. Tết. Lên đường rồi phải không? Để khô luôn em. Ben. Ăn nữa rồi mọi người ơi. Đó. Không đóng kịp xảy nữa.
số 2 lần liên tục không đủ kịp. Trời ơi. Buồn thiệt chứ. Buồn thiệt chứ mọi người. 2 lần nha. Đó là bóp mồi tay dơ không dám ra đóng mọi người. Đóng sẽ lắm cần. Cái tội. Cái tội sợ lắm cần xảy cá nữa. Cục thứ ba nha mọi người, không tin xảy nữa nha. Thành là canh luôn.
Khá là lớn mà chạy ghê được chứ. Lại nó dèo dèo. Ok nha mọi người, có thể là con cuối cùng của ngày. Cũng trễ rồi, nhờ mấy anh em chuẩn bị sắp xếp chút nó về. Mấy anh em bên đây về rồi, còn hai cần thủ mới vô ở đầu dưới. Chung là hôm nay là Khai cần đánh giải trí chơi, có cảm giác là vui nha mọi người. Đó, kéo nói chung là hôm nay kéo cũng cũng muốn phê tay. Nhưng mà ngày đầu năm Khai cần mà được kéo cá là ok, chống mớm nha mọi người. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo trong năm. Chúc mọi người năm mới làm ăn phát tài, vạn sự như ý nha mọi người. Tất cả mọi người câu cá không bị mớm. Ok, tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người ở video clip tiếp theo.